À, thì hỏi là các bạn đã nhìn thấy cái hình ảnh của cái live bài giảng của thầy chưa ạ? Dạ thấy thầy ơi. Ok, cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì tất cả mọi cái giao dịch trên cái Zalo của thầy trên laptop là thầy khóa lại nhé các bạn chỉ còn thấy cái bài giảng của thầy thôi. Bây giờ thầy thực hiện một cái động tác chuyển like xem các bạn thấy nó rõ không nhé. Các bạn thấy không ạ? Thấy thầy ơi. Ok, cảm ơn bạn Đàm phải không ạ? Như vậy chuyên đề này của chúng ta có 3 nội dung. Một là bối cảnh xu thế giáo dục phổ thông và những thách thức đối với giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay. Thứ hai là quan điểm và định hướng chiến lược phát triển giáo dục phổ thông của Việt Nam. Và thứ ba là các yêu cầu đảm bảo phát triển giáo dục phổ thông của Việt Nam. Bây giờ thầy bắt đầu vào cái việc trao đổi với chúng ta về nội dung chuyên đề này. Thế thì nếu trong quá trình mà thầy trao đổi ấy, các bạn mà thấy nó ảnh hưởng gì về âm thanh ấy không rõ hoặc sao đó thì các bạn cho thầy biết bằng cách các bạn bật mic của mình lên các bạn nói nha. Chứ còn bây giờ thì các cái mục khác là thầy không sử dụng đến nữa. Ví dụ như là cái hộp chat là các bạn nào mà chat đánh vào đó thì nó sẽ hiện lên rất nhanh ở góc dưới cái màn hình của thầy, cho nên là thầy cũng không thấy được rõ đâu. Vì vậy các bạn lưu ý giúp thầy. Xin lỗi chị, để kết nối cái ổ điện vào chứ không rồi nó không đủ để hoạt động. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ạ. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất. Bối cảnh xu thế giáo dục phổ thông và những thách thức đối với giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay. Thế thì ở phần này chúng ta có hai cái mục nhỏ. Mục thứ nhất đó là bối cảnh và xu thế giáo dục phổ thông trên thế giới. Và mục thứ hai là bối cảnh và những thách thức đối với giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay. Ở mục thứ nhất của phần 1, bối cảnh và xu thế giáo dục phổ thông trên thế giới, chúng ta sẽ có 3 cái tiểu mục. Một là bối cảnh thế giới, hai là vai trò của giáo dục trong sự phát triển của mỗi quốc gia, và thứ ba, xu thế phát triển giáo dục phổ thông trên thế giới hiện nay. Thầy sẽ nói cái nhanh hai cái nội dung đầu và sẽ tập trung vào cái nội dung thứ ba nhiều hơn. Về bối cảnh thế giới thì chúng ta biết rằng là hiện nay đấy, thế giới đang có những cái thay đổi rất là mạnh, rất nhanh, có thể gọi là thay đổi như vũ bão ở một số các cái lĩnh vực. Cho nên là người ta cho rằng thế kỷ 21 này đó là thế kỷ của đỉnh cao trí tuệ. Cái thế kỷ 21 này nó có bốn cái đặc điểm rất cơ bản. Đặc điểm thứ nhất là toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Đặc điểm thứ hai là cách mạng khoa học và công nghệ, tức là cái cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, là cách mạng hay chúng ta còn gọi là cách mạng 4.0, và công nghệ thông tin truyền thông.
Rồi đặc điểm thứ ba đó là sự đối mặt với các vấn đề lớn có tính toàn cầu của nhân loại. Và thứ tư là kinh tế, tri thức và con người. Đó là những cái nhân tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội ở các quốc gia. Thế thì nếu đi vào cụ thể hơn, chúng ta có thể thấy như thế này. Ở đặc điểm thứ nhất, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, thì chúng ta biết là cái thời đại ngày nay, nhất là bước sang thế kỷ 21 này đã hai thập kỷ rồi, thì chúng ta thấy nó có sự xuất hiện của một cái thế giới có quan hệ đa phương. À, tuy nhiên, thế giới chắc cũng phải mất rất nhiều thời gian để có thể có được những cái sự thay đổi. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng gì, cái thế giới mà chúng ta nói là thế giới một cực ấy, chủ yếu trước đây hiện nay tức là do Mỹ cầm đầu, thì Mỹ đang tiếp tục muốn cái ảnh hưởng của Mỹ bao trùm lên toàn bộ các quốc gia. Này, tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng là các nước khác, nhất là các nước lớn, thì nó không có này, nó không có cái sự chấp nhận đối với Mỹ một cách rất là tùy tiện vậy đâu. Thầy xin lỗi các bạn, thầy nhắc là thế này, trong khi chúng ta thầy đang trao đổi nhưng mà anh Nguyễn Bá Trung vẫn đang hỏi ở trên cái Zalo của nhóm mà do Trung tâm Liên kết Đào tạo Bồi dưỡng Nghề của Trường Đại học Đồng Tháp họ đặt ấy. Tức là các bạn này dùng cái Zalo đó để chat với nhau ở chỗ là anh Trung anh hỏi là các bạn cho mình hỏi cô Kiều có cho bài thu hoạch không vậy. Thì nếu như không muốn học chuyên đề này thì thoát ra đi, nghe chưa? Chứ còn thầy không hài lòng với những người mà không muốn học. Bởi vì có tài liệu rồi mà, cho nên là nhiều khi chúng ta thấy là việc học nó không cần thiết lắm gì thì phải. Thôi thì xin lỗi các bạn khác, nói một lần thế vậy thôi. Các bạn đó phải chịu trách nhiệm đấy. Thế thì các bạn biết rằng là thầy đang nói cái chuyện sự xuất hiện của cái thế giới có quan hệ đa phương. Quan hệ đa phương với thế giới một cực và đa cực có khác nhau nhé. Quan hệ đa phương tức là quan hệ nhiều chiều giữa các quốc gia. Này, người ta quan tâm đến nhau bởi vì cái xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. Còn cái trong lĩnh vực chính trị đấy, thì cái thế giới một cực nó vẫn đang còn tồn tại với cái sự chúng ta cũng có thể gọi là gì, là sự thống trị của Mỹ ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên các quốc gia có những cái nền kinh tế phát triển và họ cũng khá vững mạnh, họ đang muốn đối đầu với Mỹ, trong đó có Trung Quốc, có Nga, có Nhật Bản, có Hàn Quốc, một số các quốc gia khác, kể cả Ấn Độ cũng đang vươn lên vươn vật. Và chúng ta thấy hiện nay cái cuộc chiến tranh giữa Nga, cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đấy chính là một cái cuộc chiến tranh đối đầu mà giữa Nga với lại cái tổ chức của tức là cái tổ chức của các nước thuộc cái khối NATO, ta gọi là khối Bắc Đại Tây Dương ấy, nhưng lại nó lại có Mỹ ở đó. Và nó đang bắt đầu đang diễn ra cả năm nay, hơn một năm rồi, và rất là với lại cái tình hình rất là căng gay gắt vân vân từ tháng 2 năm 2022 đến bây giờ vân vân. Thế còn cái xu hướng toàn cầu hóa thì chúng ta cũng biết rằng là nó tạo ra sự phát triển cho tất cả các quốc gia, nhưng đồng thời nó cũng tạo ra cái sự cạnh tranh gay gắt kể cả trong lĩnh vực giáo dục của các nước. Chúng ta thấy như Việt Nam chúng ta là các cái tổ chức nước ngoài, các trường học, các công ty tư nhân
nó đang bắt đầu đổ xô vào Việt Nam để tổ chức trường học, để tham gia vào cái hoạt động giáo dục của chúng ta. Và họ thu học phí trên trời, nhưng vẫn có rất nhiều các cái con em của các cái gia đình mà có tiền của người ta đăng ký và học ở đó. Ở cái đặc điểm thứ hai, sự bùng nổ của tri thức khoa học và công nghệ, thì chúng ta biết rằng nhân loại đã và đang trải qua bốn cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Trong đó thì cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư này, ta gọi là cách mạng khoa học công nghệ 4.0 ấy, được người Đức sử dụng cái tên gọi mà cách mạng khoa học công nghệ 4.0 là người Đức sử dụng lần đầu tiên vào năm 2013, tức là cách chúng ta cũng mới 10 năm thôi. Và cái cuộc cách mạng này thì nó phát triển ở trên ba cái trụ cột là kỹ thuật số, công nghệ sinh học và vật lý, và nó tạo ra rất nhiều cái sự thay đổi cho cái thế giới mới của chúng ta. Những cái thành tựu được xác lập ở lĩnh vực kỹ thuật số, rồi ở công nghệ sinh học, y học và vật lý, làm cho thế giới của chúng ta nó ngày càng thu hẹp lại hơn, bởi vì có sự kết nối của Internet, bởi vì có sự ra đời của cái trí tuệ nhân tạo, bởi vì có sự ra đời của những cái công nghệ như là in 3D, rồi thì những cái thành tựu ở bên công nghệ sinh học, y học, các cái loại thuốc này, các loại sản phẩm gắn liền với nền sinh học như là các cái sản phẩm của nông nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp, rồi các cái loại thuốc điều trị bệnh, vân vân, nó đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu bảo vệ cuộc sống của con người. Thế thì tất cả những cái này các bạn sẽ tự đọc thêm ở trong cái tài liệu mà thầy có viết. Thế còn cái cách mạng công nghiệp 4.0, nó vừa tạo ra cơ hội nhưng mà vừa tạo ra những cái thách thức và rủi ro cho tất cả các cái quốc gia trên thế giới. Ví dụ như là nó gây ra cái sự bất bình đẳng trong lĩnh vực lao động, tức là nó phá vỡ cái thị trường lao động, bởi vì robot thế hệ mới thay thế cho cái robot của thế hệ những năm 70, những năm 90 của thế kỷ 20 để mà có thể là làm việc thay cho con người. Chúng ta biết là hiện nay kể cả ở nhiều lĩnh vực do cái trí tuệ nhân tạo đấy, cho nên chúng ta thấy là bây giờ là chúng ta không cẩn trọng thì có thể là chúng ta chỉ cần kết nối với một cái cú điện thoại ở trên mạng mà do cái con robot nó được con người đưa cái trí tuệ nhân tạo của mình vào đó, đưa trí tuệ của mình vào đó, ta gọi là trí tuệ nhân tạo, là nó có thể nắm được số điện thoại và toàn bộ tất cả những cái gì liên quan đến thông tin cá nhân của chủ thuê bao điện thoại, kể cả những cái thông tin khác mà chúng ta cài đặt ở trong cái điện thoại của mình, ví dụ như tài khoản ngân hàng hoặc là những cái gì đó vân vân, cho nên rất nguy hiểm. Rồi robot nó cũng thay thế con người trong nhiều cái lĩnh vực khác, và đặc biệt là nó làm cho hàng triệu lao động trên thế giới thất nghiệp. Thế thì chúng ta thấy là đây là một cái thế giới nó có nhiều thay đổi. Thế rồi bất ổn về kinh tế, đấy cũng là một cái điều mà nhiều quốc gia, nhất là những cái quốc gia mà vừa qua chúng ta thấy bị ảnh hưởng nặng nề bởi vì cái Covid-19, rồi cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hiện nay cũng, nó cũng thấy cho chúng ta thấy rằng đó là những cái bất ổn về chính trị, nó xuất phát từ bất ổn về kinh tế, vân vân. Rồi những cái thay đổi về cách thức giao tiếp trên Internet này, chúng ta thấy là luôn luôn chúng ta bị làm phiền bởi vì những cái cú điện thoại gọi đến để mà vận động chúng ta vào đầu tư vào ngân hàng, đầu tư vào chứng khoán, vào chỗ này chỗ kia vân vân, đó làm chúng ta rất mất thời gian, và những cái thông tin cá nhân nhiều khi bị lợi dụng đấy. Có những cái cú lừa mà chúng ta không thể tin, không thể ngờ, ví dụ như trong lĩnh vực giáo dục của chúng ta đấy, cách đây rộ lên mấy tháng là ở thành phố Hồ Chí Minh rộ lên cái chuyện là
có những cái cha mẹ phụ huynh học sinh ấy nhận được cú điện thoại của những cái kẻ lừa đảo, nó nói rằng con của họ đang phải đang bị tai nạn rồi phải vào bệnh viện phải mổ gấp hoặc là bị những cái gì đó vân vân, và đề nghị là gia đình phải chuyển gấp tiền để cho bệnh viện là chuẩn bị cho cái ca mổ. Nhưng mà đấy lại chuyển qua một cái người khác, nghe qua điện thoại người khác vân vân, và có những người đã chuyển một lúc cả hàng trăm triệu cho những cái đối tượng mà lừa đảo như thế. Vấn đề thừa, cái đặc điểm thứ ba đó là sự đối mặt với những vấn đề lớn có tính toàn cầu và từng khu vực. Thế thì các bạn sẽ thấy như này, thứ nhất là vấn đề gia tăng dân số và già hóa nguồn lực lao động. Đây là một cái nguy cơ rất lớn của nhân loại chứ không chỉ riêng từng quốc gia. Này, chúng ta thấy là hiện nay đấy, theo như cái số liệu của tổ chức UNESCO thì đến tháng 3 năm 2023 này, thế giới đã có 8 tỷ 010 triệu này 493.300 người. Và cái tổ chức này dự kiến là đến giữa năm 2023 thì chúng ta có 8,045 tỷ người. Và đến năm 2037 thì thế giới có khoảng 9 tỷ người. Vấn đề cái dân số nó gia tăng thì nó ảnh hưởng đến cái đời sống và vấn đề an ninh lương thực của tất cả các quốc gia đều sẽ bị đe dọa. Cái thứ hai nữa là vấn đề già hóa dân số. Này, già hóa dân số thì nó ảnh hưởng đến cái lực lượng, cái nguồn lực lao động. Hiện nay chúng ta thấy là một vài thông tin chúng ta biết thôi. Hiện nay nếu tính cái những cái người trên 65 tuổi thì Nhật Bản đang chiếm 29%, Đức 21,4%, Hàn Quốc 14%, Ý, Italia 21,5%, Trung Quốc 13,5%. Nhưng cái anh Trung Quốc này rất lớn, 13,5% tương đương với gần 300 triệu người đấy. Và Áo là 19%. Việt Nam chúng ta cũng 11,9% ở lứa tuổi trên 60 tuổi theo cái điều tra dân số vào năm 2019. Như vậy là hiện nay đã tăng lên rồi, vì mấy năm nay, 4 năm rồi thầy không có số liệu về của Việt Nam. Nhưng lấy theo cái số liệu điều tra dân số năm 2019 thì chúng ta có 11,9% cái số người dân trên 60 tuổi. Mà đối với Việt Nam chúng ta thì đến cái năm đó, đó là năm mà chúng ta thấy là chúng ta vẫn còn đang thực hiện cái luật lao động, đó là nữ là nghỉ hưu ở tuổi 55 và nam nghỉ hưu ở tuổi 60. Này, thế thì chúng ta thấy là bây giờ thì chúng ta đang đề cập để đang thực hiện cái chính sách cái luật lao động mới, tức là cái luật nghỉ hưu và bảo hiểm xã hội đấy, thì là nam đến năm 2028 là 62 tuổi mới được nghỉ, còn nữ thì là 60 tuổi. Đây. Nhưng rõ ràng là nguồn lực lao động của chúng ta đang bị già hóa rất nhanh. Rồi thì vấn đề môi trường bị xâm hại, vấn đề đại dịch COVID-19 vừa qua cũng làm cho nhiều nước lao đao, trong đó có Việt Nam của chúng ta, vân vân. Cái đặc điểm thứ tư đó là cái kinh tế tri thức và con người là những cái nhân tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội. Thế thì các bạn biết rằng hiện nay kinh tế tri thức nó chiếm cái hàm lượng cao, tức là tri thức chiếm hàm lượng cao trong các cái sản phẩm được sản xuất tiêu dùng của đời sống con người. Và đặc biệt là con người đã được rất nhiều các quốc gia nhận ra đó là trung tâm của sự phát triển xã hội dựa vào cái sức mạnh của tri thức. Do đó mà nhiều quốc gia lấy cái việc phát huy nguồn lực con người làm nhân tố cơ bản cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững. Đấy là cái ý thứ nhất thì muốn trao đổi với các bạn về cái bối cảnh của thế giới. Thế thì từ bối cảnh đó chúng ta thấy rằng là nó có tác động đến cái chiến lược phát triển của các quốc gia, đặc biệt là
trong đó là cái vai trò của giáo dục. Vậy thì một câu hỏi đặt ra cho chúng ta là gì? Trong bối cảnh thế kỷ 22, xin lỗi, bối cảnh của thế kỷ 21, giáo dục có vai trò gì trong sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia? Chứ có thể nói với các bạn một vài điểm. Một là cái sự bùng nổ của tri thức khoa học và công nghệ đòi hỏi giáo dục phải biến khoa học kỹ thuật và công nghệ trở thành những yếu tố không thể thiếu trong cấu trúc nhân cách của con người hiện đại. Thứ hai, sự xuất hiện của một thế giới phụ thuộc lẫn nhau yêu cầu giáo dục phải phát huy tính năng động sáng tạo của mỗi cá nhân, đồng thời xây dựng ý thức hợp tác trong tập thể. Thứ ba, sự đối mặt với những vấn đề toàn cầu đặt ra nhiệm vụ cho giáo dục phải chăm lo hình thành cho học sinh những tình cảm, thái độ, hành vi, thói quen ứng xử hợp lý để góp phần ngăn chặn hiểm họa của nhân loại để phát triển bền vững. Và thứ tư, đó là giáo dục khuyến khích sự phát triển đầy đủ nhất tiềm năng sáng tạo của mỗi con người vì lợi ích của bản thân mỗi người và đồng thời cũng vì lợi ích của tương lai mỗi dân tộc. Và thứ năm, nguồn lực con người trở thành động lực cho sự phát triển bền vững. Thì đấy là chúng ta nói nhanh gọn cái vai trò của giáo dục trong sự phát triển của các quốc gia. Thế còn xu thế, đây là vấn đề thứ ba ở trong cái mục thứ nhất. Xu thế phát triển giáo dục phổ thông trên thế giới hiện nay. Thế thì các bạn biết rằng là thực ra mà nói thì chúng ta nghiên cứu về xu thế phát triển giáo dục phổ thông trên thế giới là chúng ta nghiên cứu từ cái cơ cấu giáo dục phổ thông và những cái sự đổi mới của giáo dục phổ thông các nước ở những năm 80 rồi ở đầu thế kỷ thứ 21. Thế thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta có cái nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 ấy, về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo vào năm 2013 để đáp ứng cái nhu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế thì lúc đó chúng ta bắt đầu từ cái nghị quyết 29 đó, chúng ta có những cái chính sách, cái nghị quyết của Quốc hội và chính sách, nghị quyết chính sách của Chính phủ để mới triển khai việc đổi mới giáo dục phổ thông của Việt Nam. Thì chúng ta biết rằng là cái đổi mới giáo dục phổ thông của chúng ta đấy, nó đã trải qua từ mấy lần cải cách rồi. Ở miền Bắc là có hai kỳ cải cách giáo dục vào năm 1955, đúng ra là tính chính xác là 1956, tức là lúc đó chúng ta bắt đầu thực hiện cái cải cách giáo dục, bởi vì chúng ta đã vừa mới chiến thắng thực dân Pháp và miền Bắc được lập lại hòa bình. Đấy. Chúng ta sử dụng cái hệ thống giáo dục phổ thông của theo cái ảnh hưởng của Liên Xô. Rồi đến năm 1965 chúng ta thực hiện cải cách giáo dục lần thứ hai. Đấy, bởi vì năm 1965 cũng là năm mà chúng ta đã bắt đầu thực hiện được cái sự phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ hai. Đấy, từ 1960 đến 1965 chúng ta hoàn thành cái kế hoạch phát triển kinh tế. Và lúc đó là chúng ta thấy là đất nước của chúng ta có nhiều thay đổi, phát triển rất mạnh ở nhiều lĩnh vực. Ở lần thứ nhất, cái kế hoạch 5 năm lần thứ nhất là 1955 ấy, đến 1960 thì chúng ta cũng đã thấy là đất nước ta thay đổi rất nhiều. Và trong một cái bài thơ của ông Tố Hữu lúc bây giờ, ông đã từng nói là chào 61 đỉnh cao muôn trượng, nè, ta đứng lên mắt nhìn bốn hướng, trông lại những nghìn xưa, trông tới mai sau, trông bắc, trông nam, trông cả địa cầu. Nghĩa là lúc bây giờ chúng ta đã có những cái thành tựu
rất lớn về để phát triển kinh tế xã hội, và chúng ta thực hiện tiếp cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ hai từ 1961 đến 1965. Và đến năm, tuy nhiên đến năm 1964 thì miền Bắc bắt đầu phải đối phó với lại cái cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ bằng cái sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày mùng 8 tháng ngày mùng mùng 4 tháng 8 năm 1964 là Mỹ bắt đầu gây hấn và bắt đầu đem bom ra, đem máy bay thả bom bắn phá ở miền Bắc. Thế thì lúc đó cả nước có chiến tranh chứ không chỉ ở miền Bắc nữa. Do đó mà chúng ta cũng phải thực hiện thay đổi, điều chỉnh cái sự phát triển kinh tế xã hội, trong đó có phát triển giáo dục. Và lúc đó thì chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện cái cơ cấu giáo dục phổ thông 10 năm theo nước Nga, theo Liên Xô cũ. Và cũng đã thực hiện được những cái thành tựu rất to lớn về giáo dục tính đến năm 1975 khi chúng ta thống nhất đất nước. Tuy nhiên đến tận năm 1981 thì chúng ta mới có một cái lần cải cách giáo dục lần thứ ba. Chúng ta thực hiện chương trình sách giáo khoa thống nhất trong phạm vi toàn quốc, từ các cấp học, từ mầm non cho đến đến tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Và sau khoảng chừng, đó là năm 1981, sau khoảng 20 năm thực hiện thì chúng ta cũng biết là năm 1986 chúng ta rơi vào cái giai đoạn là từ 1980 trước đó một chút cho đến trước năm 1986 này, thì chúng ta rơi vào giai đoạn khủng hoảng về mặt kinh tế này. Và lúc đó thì chúng ta thấy là đất nước rơi vào cái tình trạng là đói nghèo này, và giáo dục của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề. Chính vì thế cho nên là thực hiện cải cách giáo dục lần thứ nhất năm 1981 ấy, tiếp đó cho đến năm 86 chúng ta hoàn thành ở cái lớp 5 của cấp tiểu học, rồi chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện ở trung học cơ sở, trung học phổ thông, nhưng trong cái hoàn cảnh mà đất nước cái nền kinh tế không phát triển này, cho nên chúng ta không đủ tiềm lực này, không đủ ngân sách, không đủ kinh phí để mà phát triển giáo dục. Và chúng ta cứ tiếp tục như thế cái nền giáo dục của chúng ta cho đến tận năm 2000, thì lúc đó chúng ta cũng chưa đủ điều kiện để có thể thực hiện một cái cuộc cách mạng mới trong giáo dục, hay chúng ta gọi là cải cách giáo dục này, lần thứ tư. Mà năm 2002, 2003, năm học 2002-2003 chúng ta chỉ mới thực hiện việc điều chỉnh chương trình và sách giáo khoa này. Để đến năm 2006 thì Bộ Giáo dục có cái quyết định số 16 ban hành cái chương trình giáo dục phổ thông này, năm 2016 này, và ban hành chương trình của tiểu học đấy, và ban hành chương trình giáo dục của cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông cũng cùng năm đó. Thế nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta kéo dài cái chương trình này cho đến tận khi có nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng vào năm 2013 thì chúng ta mới bắt đầu có quan điểm, có chủ trương này, và có cái sự đầu tư cho cái việc thực hiện một cái cuộc cách mạng giáo dục toàn diện này, tức là cuộc cải cách lần thứ tư này, theo cái chương trình giáo dục phổ thông mà chúng ta hiện đang thực hiện đến năm nay bắt đầu vào học với lớp 4 này, tức là chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thế thì từ năm 2014 này, ngay sau khi có cái nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã tổ chức triển khai cái việc đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới, và chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu một cách đầy đủ về xu thế phát triển giáo dục phổ thông trên thế giới hiện nay. Ở đây thì do thời gian nó cũng có hạn cho nên thầy chỉ nói một vài điểm để ở các cái mặt mà chúng ta nghiên cứu tiếp thu
với họ này ở các nước trên thế giới đấy, để chúng ta về chúng ta thực hiện đối với cái cải cách giáo dục phổ thông của Việt Nam. Thế thì trước hết về cơ cấu giáo dục thì các bạn thấy là giáo dục phổ thông của các nước đều cấu trúc theo các cấp học, đó là nó có 3 cấp trong giáo dục phổ thông là tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giáo dục cấp tiểu học và trung học cơ sở là giai đoạn giáo dục cơ bản. Và đối tượng người học là từ 6 tuổi trở lên thì có tới 127 trên 206 nước, tức là chiếm 61,7% này, thực hiện theo cái giai đoạn này, theo cái cách thức cơ cấu giáo dục cấp tiểu học và trung học cơ sở là giai đoạn giáo dục cơ bản ấy. Còn giáo dục phổ thông này, tức là cái 12 năm ấy nó có 163 nước trên 206 nước thực hiện theo cái xu thế này. Tại sao như vậy? Tức là chiếm 78,2%, bởi vì vẫn có nhiều quốc gia họ thực hiện cái giáo dục phổ thông là chỉ có 10 năm hoặc 11 năm. 10 năm thì bây giờ gần như chỉ còn có ở một số các cái vùng của Nga, chứ còn thì chủ yếu là 11 năm và 12 năm. Cái giáo dục tiểu học ở nhiều nước họ thực hiện 6 năm, gồm có 123 quốc gia trên 206, chiếm 59,7%. Và ở hầu hết các quốc gia thì giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc. Thế chúng ta thì hiện nay thì chúng ta giáo dục tiểu học của chúng ta chỉ thực hiện có 5 năm thôi. Trong khi đó bên cạnh chúng ta là Hàn Quốc này, Nhật Bản này, Singapore, Thái Lan đều thực hiện giáo dục tiểu học 6 năm. Còn giáo dục trung học cơ sở thì thường từ 2 đến 5 năm và phổ biến là 3 năm. Thì có 107 trên 205 quốc gia có thời lượng giáo dục cấp trung học cơ sở là 3 năm, nó chiếm 52,3%. Giáo dục cấp trung học phổ thông với thời gian phổ biến là 2 và 3 năm thôi. Thứ hai là triết lý và tư tưởng giáo dục. Thế thì các bạn biết là tại Hội nghị Giáo dục Thế giới vào năm 1981 ở Mexico, ở thủ đô Mexico thuộc cái Vương quốc Mexico Trung Mỹ ấy, thì Tổ chức Văn hóa Giáo dục Thế giới UNESCO tuyên bố 4 cái triết lý giáo dục, hay chúng ta gọi là 4 trụ cột giáo dục cũng thế. Đó là 1 là học để biết, 2 là học để làm việc đấy, 3 là học để cùng chung sống, và 4 là học để tự khẳng định mình. Thế thì đồng thời 4 cái trụ cột này hay là 4 cái triết lý này cũng là cơ sở để các nước dựa vào đó mà tuyên bố những triết lý, những tư tưởng giáo dục làm nền tảng chỉ đạo cái việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông ở quốc gia của họ. Và thường thường thì ở rất nhiều nước, tư tưởng triết lý giáo dục thường phụ thuộc vào các cái yếu tố văn hóa xã hội này, phụ thuộc vào từng giai đoạn phát triển của cái nền kinh tế xã hội của quốc gia, rồi thậm chí nó còn phụ thuộc vào từng nhiệm kỳ lãnh đạo của các nguyên thủ quốc gia. Ví dụ chúng ta thấy một số quốc gia tuyên bố triết lý giáo dục như thế này. Hàn Quốc tuyên bố rằng giáo dục Hàn Quốc nhằm giúp mỗi công dân phát triển cá tính và những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống của một công dân độc lập dưới ánh sáng tư tưởng nhân đạo và tinh thần trách nhiệm vì sự phồn thịnh của đất nước và nhân loại. Còn ở Liên bang Nga thì ông Tổng thống Putin, ông cho rằng giáo dục của Liên bang Nga đấy là hình thành cho con người, hình thành con người tự do trong một đất nước tự do. Cái tư tưởng đó rất lớn, nghe chứ không? Còn ở Trung Quốc thì Đặng Tiểu Bình năm 1983 tuyên bố là gì? Giáo dục Trung Quốc là giáo dục hướng về hiện đại, hướng ra thế giới và hướng tới tương lai. Chúng ta thấy đây cũng là tư tưởng rất lớn, hướng về hiện đại này và hướng ra thế giới, chứ không chỉ là cái giáo dục gò bó như thời phong kiến của Trung Quốc nữa,
Và thứ ba là hướng tới tương lai, tức là nó phải đào tạo được cái nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc trong cái tương lai gần. Và Trung Quốc thì tuyên bố là gì? Tuyên bố là họ giai đoạn quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội của họ là 100 năm. Và họ tính từ năm 1949, đấy, là 1949 là họ giải phóng đất nước. Thế thì chúng ta thấy đến 2049 sẽ là 100 năm. Cho nên không biết, và bây giờ thì đã là 2023 rồi. Vậy thì như vậy còn chưa đầy 30 năm nữa. Thì để chúng ta xem Trung Quốc có thành công ở cái gọi là giai đoạn quá độ này, tiến lên chủ nghĩa xã hội hay không. Còn với Úc ấy, Australia thì triết lý giáo dục của họ là gì? Tất cả những người trẻ tuổi ở Úc cần được hỗ trợ để trở thành người học thành công, thành những cá nhân tự tin, sáng tạo, thành những công dân hiểu biết và tích cực. Malaysia cũng là một cái đất nước mà có nền giáo dục khá phát triển ở Đông Nam Á, thì tuyên bố rằng là cái triết lý giáo dục của họ là giáo dục ở Malaysia là sự nỗ lực không ngừng nghỉ để phát triển khả năng tiềm ẩn của cá nhân một cách toàn diện, để đào tạo ra những cá nhân có sự hài hòa về trí tuệ, tinh thần, cảm xúc và thể chất dựa trên nền tảng niềm tin vững chắc vào Chúa. Cái này là vì là Malaysia là một trong những quốc gia Hồi giáo, đúng không? Cho nên là họ cũng tin vào Chúa thôi. Nỗ lực đó nhằm đào tạo ra những công dân Malaysia có kiến thức và khả năng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm và sẵn lòng phục vụ gia đình, xã hội và tổ quốc. Thế còn chúng ta thấy là ngoài cái triết lý giáo dục, tư tưởng giáo dục chung của các quốc gia đấy, thì ở một số các nước, ngay cả cơ sở giáo dục của họ, tức là các cái trường học của họ, họ cũng tuyên bố những triết lý giáo dục. Ví dụ, triết lý của trường Sri Kuala Lumpur, Malaysia cho rằng triết lý của chúng tôi là cung cấp một nền giáo dục toàn diện và đầy đủ cho học sinh của mình, nhấn mạnh tới những giá trị cộng đồng mạnh mẽ và kỷ luật, đồng thời khuyến khích học sinh nổi trội về mặt học tập. Chúng tôi cũng là những người tin vào câu ngạn ngữ cổ, một cơ thể khỏe mạnh tạo nên một tâm trí khỏe mạnh, và cam kết của chúng tôi về những hoạt động ngoại khóa và thể thao đã phản ánh niềm tin này. Thế thì đấy là cái trường Sri Kuala Lumpur. Còn trường trung học Middleton của bang Wisconsin, Hoa Kỳ thì lại nêu cái triết lý giáo dục của họ, đó là để giáo dục tất cả học sinh trở thành các thành viên của một xã hội toàn cầu, nhà trường sẽ truyền cảm hứng cho họ với một tình yêu học tập suốt đời, thử thách họ với một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và trao cho họ những kỹ năng của thế kỷ 21. Thì đấy là thầy trao đổi với các bạn những vấn đề xung quanh cái xu thế phát triển giáo dục phổ thông trên thế giới hiện nay. Và chúng ta cũng mới chỉ dừng đến cái triết lý và tư tưởng giáo dục thôi. Bây giờ là 8 giờ. Tuy nhiên là còn 2 phút nữa, 8 giờ. Thế thì thầy trao đổi thêm với các bạn một chút xíu về mục tiêu giáo dục để chúng ta... Vừa đến 8 giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao và các bạn sẽ thực hiện việc điểm danh nhé. Thế thì mục tiêu giáo dục ấy, các nước cũng khi mà họ phát triển giáo dục phổ thông này, họ đổi mới giáo dục phổ thông, họ cũng thể hiện cái yêu cầu phát triển năng lực người học với những nét chung như là phát triển toàn diện hài hòa về thể chất và tinh thần, những kiến thức, kỹ năng cơ bản, rồi năng lực cạnh tranh, các phẩm chất cá nhân, phẩm chất và ý thức trách nhiệm công dân. Chúng ta có thể lấy ví dụ về một số các cái mục tiêu giáo dục của một số nước có nền giáo dục hiện đại. Ví dụ Hàn Quốc. Các bạn biết hiện nay là Hàn Quốc là đứng thứ nhất thế giới về giáo dục đấy. Từ phục mầm non cho đến đại học. Này, là đứng số 1 thế giới. Số 2 là Nhật Bản, số 3 là Hồng Kông của Trung Quốc, số 4 là Singapore, vân vân.
Thế thì chương trình giáo dục năm 2009 của Hàn Quốc xác định cái hướng mục tiêu giáo dục sáng tạo nhân văn và xây dựng hình mẫu con người ở mấy cái điểm cơ bản này, đó là hình mẫu con người phải là những người biết phát triển cá tính trên cơ sở phát triển toàn diện và tìm ra định hướng tương lai. Thứ hai là những người biết phát huy cá tính sáng tạo thành ý tưởng và muốn có thử thách mới trên cơ sở năng lực đã có. Cái phát huy cá tính thành ý tưởng này rất quan trọng. Rồi, bởi vì cái ý tưởng ấy, anh phải có ý tưởng thì anh mới mới sáng tạo được. Rồi. Anh nhà bác học Einstein nói rằng nếu như tôi có 1.000 ý tưởng mà trong đó chỉ có một vài ý tưởng trở thành hiện thực thì đã là tuyệt vời. Rồi cái mục tiêu thứ tư mà Hàn Quốc xác định đó là gì? Là xây dựng cái hình mẫu con người là người sống có phẩm chất đạo đức trên cơ sở hiểu biết giá trị đa nguyên và kiến thức văn hóa. Và thứ năm đó là người tham gia phát triển cộng đồng trên tinh thần quan tâm và chia sẻ với tư cách công dân. Thế còn mục tiêu giáo dục của Cộng hòa Liên bang Đức, chúng ta thấy họ hướng tới việc nhằm tạo ra những con người phát triển toàn diện về thể chất, khả năng cảm thụ nghệ thuật, phát huy tối đa tiềm năng cá nhân và tính sáng tạo, được khả năng làm việc độc lập, tự lập và tự tin. Đấy, cái khả năng ra quyết định, có trách nhiệm với bản thân, xã hội, nhân loại, có năng lực chung và năng lực cho tương lai, phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực làm việc trong môi trường đa văn hóa, rồi có phương pháp học tự học, học tập suốt đời, sử dụng ngôn ngữ đặc biệt là ngoại ngữ, rồi năng lực tính toán, năng lực quản lý, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực tư duy phê phán, vân vân. Thế đấy là này, những cái mục tiêu của Liên bang Đức. Còn mục tiêu của Nhật Bản đó là đây là cái quốc gia hiện nay đang đứng thứ hai thế giới về đào tạo, về về giáo dục từ mầm non cho đến đại học. Thì họ xác định là ngày mục tiêu của họ là đào tạo người công dân có đủ tri thức, phẩm chất, năng lực phù hợp với xã hội hòa bình, dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Thế thì chúng ta điểm qua những cái điểm cơ bản về mục tiêu giáo dục như vậy. Đúng không? Các bạn sẽ bây giờ là đến cái giờ các bạn nghỉ giải lao rồi. Thì mời các bạn nghỉ và các bạn ấy vào hệ thống để các bạn điểm danh. Các bạn lưu ý cho thầy này. Trong hệ thống điểm danh ấy, các bạn phải chọn link vào hai cái chữ có mặt để điểm danh nha. Này. Và trong thiết kế của thầy là cho phép sau khi các bạn click vào đó mà được chấp nhận thì các bạn đọc thấy cái thông tin phản hồi về đã được chấp nhận đó nha. Cho nên các bạn nhớ nếu như khi click vào đó rồi, nếu như trên hệ thống đó vì hệ thống này cho Google của trường đấy, làm và thông qua Google Meet cho nên là khi sử dụng cái chấp nhận đó mà thì là cái hệ thống này của trường kết hợp với Google Meet cho nên là nó đòi hỏi, nếu nó đòi hỏi các bạn phải sao lại thì các bạn phải sao nha, nếu không các bạn không được công nhận là có học đâu. Rồi các bạn nghỉ 20 phút nha. Bây giờ là 8 giờ 5 phút. Thôi các bạn sẽ nghỉ đến 8 giờ 30 đi. Sau đó chúng ta học tiếp. Rồi thì đấy, cho nó xong một phần của cái bài học thuộc buổi tối ngày hôm nay. Rồi, xin